Thưa quý vị và các bạn, vượt lên những khó khăn gian khổ bằng tình thương và trách nhiệm, những thầy cô giáo của trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Tô Hiệu, xã Chư San, huyện Madrak vẫn hàng ngày bám trường bám lớp để miệt mài gieo chữ cho học sinh nơi đây. Những con dốc quanh co, những đoạn đường gập ghềnh, có hôm trời mưa phải dắt xe đi bộ một quãng đường dài hoặc treo đò mới tới được trường. Đó là cung đường quen thuộc mà thầy giáo Nguyễn Quang Dũng vẫn hàng tuần vượt qua để đến với các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tô Hiệu. Sự nhiệt huyết và lửa nghề đã giúp thầy Dũng vượt qua khó khăn để hàng ngày miệt mài gieo chữ cho các học trò nghèo nơi đây. Thì có thể nói đây là một cái khu vực mà đặc biệt khó khăn, xa nhất huyện. Nên là thứ nhất là cái khó khăn cho giáo viên thì rất là nhiều. Một là cái công tác đi lại đường xá nó rất là vất vả. Cách trung tâm là hơn 50 cây. Thì cái anh em đi lại cũng rất là vất vả. Thứ hai là cái đặc thù ở cái khu vực mình đây là 100% là đồng bào dân tộc thiểu số là chủ yếu, là học sinh Mông và học sinh Dao thôi. Thì so với cái mặt bằng chung của toàn huyện thì cái trình độ tiếp thu của các cháu nó cũng có cái hạn chế hơn. Do đó mà mỗi thầy cô mà khi bước vào cái ngôi trường này thì cũng xác định cho mình một cái tâm thế là cũng phải nỗ lực từ cá nhân rồi hết mình rồi trong cái công tác giảng dạy cũng như là cái công tác quản lý các cháu ở bán trú ở đây. Thì cũng với cái mục tiêu là đem cái con chữ, đem cái kiến thức đến cho các em. Công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tô Hiệu đã 4 năm nay. Do nhà xa, đi lại khó khăn nên cô Trần Thị Kim Dung phải ở lại trường, cuối tuần mới về nhà. Nỗi nhớ nhà, nhớ con, nhất là những khi con đau ốm, lo lắng đến thắt lòng, cô cũng chỉ có thể trò chuyện với con qua điện thoại. Tình yêu nghề, niềm vui truyền con chữ cho những đứa trẻ nơi đây đã tiếp thêm sức mạnh để cô gắn bó với sự nghiệp chồng người. Việc đi lại á thì ở cái cung đường á thì nó rất là khó khăn, nhất là vào mùa mưa á, thì đường xá rất là khó, có những lúc mà có thể là đi tới hơn 2 tiếng mới tới nơi. Còn nhưng mà có một cái đặc điểm rất là đặc biệt đối với ngôi trường này, đó là những cái em học sinh ở đây rất là đáng yêu, rất là ngoan, cho nên là đó cũng là một trong những cái động lực để cho chúng tôi vào đây để cống hiến để mà dạy dỗ cho các em. Thầy cô đi đường xa vượt qua 50 cây số để vào đây dạy dỗ chúng em để bù đắp lại sự vất vả đó, em sẽ cố gắng học tốt để sau này thành người có ích cho xã hội. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tô Hiệu nằm trên địa bàn xã Vùng 3, Chư San, cách trung tâm huyện Madrak khoảng 50 km. Trường có 36 cán bộ giáo viên, trong đó đa phần là ở nơi khác. Để đến trường, các thầy cô phải dậy từ lúc 4 giờ sáng và khi dậy xong về đến nhà cũng đã hơn 20 giờ đêm. Đoạn đường đến trường xuống cấp nên đi lại rất khó khăn vất vả. Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì trơn trượt, khó đi. Vì vậy các thầy cô phải ở lại trường cuối tuần mới về nhà. Đường xá đi lại khó khăn thì chị em là tay lái yếu, thứ hai nữa là trước giờ là đi đường bằng quen rồi thì vô đây là đa số là té hỏng xe hư xe cũng nhiều. Vừa rồi là tuần trước là có một thầy bị gãy tay, còn một cô là bị gãy 3 cái răng cửa. Thì nói chung là nhà trường tạo điều kiện các cô đang con thời kỳ cho con bú hoặc con nhỏ thì không có tiết 1 hoặc là không có tiết 5 buổi chiều ạ, để các cô đi về trong ngày về nhà. Chỉ lòng yêu nghề, tình yêu dành cho học trò mới có thể giúp những thầy cô giáo nơi đây có động lực, dốc sức gieo chữ ươm mầm ước mơ cho các em học sinh nơi vùng gian khó.